ở cái phố đi bộ Nguyễn Huệ thì có là rất là nhiều, có đủ thứ. Và phía trên đây là có cà phê, apartment coffee, they will have a toilet, Michi sushi, Menaki coffee, Sài Gòn ơi, nội thất The One, vegetarian 21 gram. Tiếp theo là cái gì đây? Melaki Coffee Party Downtown, Dose of Indian House Kitchen and Bar. Tinh lâm phía dưới là có nhà sách pha xa và đang sửa chữa cà phê.